đằng kia chuột cắn cắm nhum nó đi, vậy nó cắn lỗ nào lỗ nấy bị lớn vậy nè. Rồi hai lỗ bị lớn vậy, mùi cá chắc cá chết nó vô ấy. Rồi cái này không có cá bự rồi, có cá bự tung tung đã rồi. Rồi mong là đừng để cho mình thất vọng. Chốt chết rồi. Rồi gì vậy? Rồi có người thăm rồi. Rồi mọi người ơi, có người thăm rồi. Trời ơi, thăm rồi nào trời. Ôi, có cá bự rồi mọi người. Ôi, ôi, cái này có cá bự mọi người. Ôi, trời ơi. Rồi, xin chào mọi người nha. Nay mình xuống mình thăm mấy 12 cái ngục nè mọi người. Bữa nay cá cũng ít nhưng thăm không ấy. Rồi, bây giờ đây. Coi, coi. Cái đầu tiên, coi mình dở lên coi có không. Đó, trời ơi. Rồi, ôi, ngon trời. Mới có gô, cá cha, cá dồ chết rồi. Uống trời. Rồi. Ồ, mấy con cá rô này, mấy con cá rô phi mới chết rồi. Ủa trời, cá ngon không à. Dạ. Ngon rồi nha. Cái đầu như vậy ngon rồi nha. Nhưng mà cá chết ủng quá. Có cá cha nè. Ở đây thì câu dính cá cha cầm tay là bình thường. Cá cha này cũng chết rồi, cá cha nó dở. Mới vừa chết luôn. Chết chắc cũng cỡ 1 tiếng rồi đó. Vẫn còn cứng. Yeah. Cái giò đau thì chứ. Hôm qua đi thăm không có cá ít. Rồi lũ một lỗ đây nó trời ơi. À, mấy cái con chuột này. Cái gô bữa nay có gô phi này, đằng kia có gô phi. Mấy bữa dính ra mấy con cá dồ bị lớn vậy thôi. Bữa sau bữa nay con cá dồ chết. Mắc kỳ đúng rồi, mắc kỳ nữa. Mấy con cá gô phi này chết rồi. Rồi có gô bự không à. Đó, đó. À, tí. Đây. Đằng kia chuột cắn cắm nhum nó đi, vậy nó cắn lỗ nào lỗ nấy bị lớn vậy nè. Rồi hai lỗ bị lớn vậy. Mùi cá chắc cá chết nó vô ấy. Rồi cái này không có cá bự rồi, có cá bự tung tung đã rồi. Ôi, con cá lóc bành kia làm giật mình. Ôi, ôi. Hai con. Ôi, ôi, mới nói gì nó không không nghe cái có bự ấy nhảy lên cái giật mình. Lóc bành kia. Lóc đồng. Trời ơi, giờ thèm thịt đó. Giờ thèm. Bán, bán cá ăn thịt chứ ăn cá giết ngán. Hôm bữa là cá lục kiến không 4-5 kg. Cái này mà nó lên khúc mà xách đi không nổi. Trời ơi. Về mà là, gọng cái về cái hai mẹ con ngồi luộc xả ăn. Ăn bữa một là ngán rồi. Đó, có cá lóc này có tiền nè. Đúng rồi đó. Không, giờ chắc không tới 100 mấy rồi, giờ giờ cá nhiều quá. Cá nhiều rồi. Chừng nào mà cá ít á. Mấy quá.
Ủa, con cá lóc giật mình chứ. Ồ, mới vừa nói thôi nước cạn này có cá lóc, mới vừa nói cái nó hồ không có cá bự, dở lên là cái bụp con cái giật mình. Ồ, cá lóc bạn kia mọi người. Ôi mới vừa nói không, cái này không có cá lóc, có cá bự là nó chạy chạy rồi, dở lên là bụp một cái hết hồn. Cá lóc bạn kia, cá lóc bự nữa chứ. Con cá rô à. Cái này được hai cá rô mọi người. Hai cũng ba cá rô. Được ba cá rô bự à, kệ ba bốn con, ba bốn con bự bự cái dồn lại là nhiều lắm á, bảy cái hả. Dạ hôm bữa nó vô có nguyên một bầy đó, cá chốt cũng vậy, nó vô đâu gần cá ký cá chốt mà trời ơi ngồi đổ mà nhát cái tay luôn. Nội đúng rồi, nội con tính sơ sơ cái 300, cái bản này con mua trên Hòa Long loại dài bự 300 cũng 300 mấy, là 300 thôi nội, 50 cái cũng hết mười mấy triệu rồi, 15 triệu rồi, ngày kiếm 1 triệu 1 triệu hơn có. Ngon chưa? Ở đây nó bổ một cái nghe lộn khỏi kinh đình nữa. Dài lắm. Cái lóc này độ trên 300 gram rồi. Trên trên cái lóc này trên 300 đó, được mấy cái luôn ngon, có nhiều cái như vậy là gom lại lần hồi sách không nổi đó. Dạ đằng đẵng còn ba bốn con nữa đó, nãy con nhỏ nè đẵng còn ba bốn con nằm đẵng nữa. Chưa dở mà được có cái này là cá lóc cá chơi hay là cái lương gì cũng vô hết trơn á. Dạ vô với thành cái đường đi nè. Đây coi. Có này. Hôm qua cái này không là ba con cá lóc. Hôm nay không biết có con gì không này. Rồi. Cá nè. Chưa thấy cá chết rồi. Nè. Ôi. Chưa gì chứ. Chết đây. Ui ui một bầy cá ghê. Ôi ôi bảy cá rô, cá rô quá trời, cá rô không, cá rô ngon ngon không. Rồi tiếp tục cái ở đây. Qua thăm ở đây trước Quốc
bữa nay không biết sao đây. Cái này mấy bữa đầu dính cá lóc ngon lắm. Mấy bữa sau chết quá rồi. Mong bữa nay trúng mánh nè. Con lương gì coi. Rồi. Rồi. Hôm nay có cái lóc mọi người. Hai ba con gì á. Úi. Hai ba con gì á mọi người. Tung tung quá trời. Rồi. Một con. Hai con. Hai con cá lóc. Ôi. Hai con cá lóc mọi người. Hai con cá lóc, một con cá rô nữa. Có rô bàn kia nữa. Hai cá lóc con có gôn, còn cá lô kiến ở đây chết, cá lô kiến bành kia chết uổng, ngon, tôi nói rồi mấy bữa, hôm qua nó chút quất rồi, bữa nay có, đầu này có cái chừng đầu coi kia nữa, kia, vô. Ăn mọi người ơi. Kiếm con lươn nửa ký cái nữa. Giờ hiếm, lươn nửa ký hiếm. 200-300 gram thì còn. Còn cá rô nè. Cá rô mè. Rồi là cá rô mè. Vô. 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 Vô liền. Quấn lại liền. Để mà nó nhảy. Còn cá lóc kiến ở đây bự lắm. Rồi, bữa nay mình còn cái cuối cùng. Cái này là hay có dính cá ngon lắm nè. Không biết bữa nay sao đây. Nó có cho mình gọi là như gọi là mong đợi hay không, chứ cá lóc lương đồ hay dính cái này lắm mày. Đầu này nè, mong là đừng để cho mình thất vọng. Chốt chết rồi. Rồi gì vậy? Rồi có người thăm rồi. Rồi mọi người ơi, có người thăm rồi. Trời ơi, thăm rồi nào trời. Ôi, có cá bự rồi mọi người. Ôi, ôi cái này có cá bự mọi người. Ôi, trời ơi. Có người thăm rồi, có người thăm rồi. Chắc hôm qua mình thăm sớm á, người ta không biết là tôi xuống thăm. Ôi, cá bự mọi người, đừng có mong là cá lóc kiến nha, cá lóc nha, cá lóc. Trời ơi, ôi con cá lóc bành kia mày ơi, ôi cá lóc bành kia. Ôi trời ơi, hai con luôn mọi người. Ôi, ôi hai con cá lóc mọi người, ba con luôn. Ôi, ba con cá lóc mọi người. Em mọi người ơi, ba con cá lóc bành kia. Ôi, đã quá mọi người ơi. Cái này có người thăm ở cột tùm lum hết trơn nè. Nè, cột đồ này. Nhưng mà hôm qua mình đi thăm sớm á mọi người. Hôm qua mình đi thăm sớm. Nên nó là nước. Nè, rồi cá lóc tắt này kia nó kìa. Nè, cột đây nè. Không có giống mình cột. Hên quá. Quá đã mọi người. Ôi, hai cá lóc bành kia. Bành kia. Bữa nay nằm sau gọi cá lóc quá đã. Rồi. Lấy mấy cá chết này nghe. Quá đã, quá đã. Thôi. Bữa nay trúng rồi, cái cuối cùng, cái cuối cùng. Cái cuối cùng không làm cho mình thất vọng mọi người. Rồi. Vô. Ôi kìa. Ôi đã. Hai con, ba con. Cái này dính ba con.
làm sao mà đi lẻ loi, bốn con mới đúng. Vô. Vô nào. Đừng nha. Cái miệng ở đây nè. Rồi vô coi. Đó. Tiên dữ vậy. Con cá không đây? Chắc không qua, mình đổ rồi mà có cá gì đó người ta đổ nữa. Hôm qua chắc có Vinh sáng mình đổ rồi chắc chính có cá gì đó đổ nữa. Ui. Cá lóc coi. Con gu vậy. Ui. Ủa cá gô. Ủa con cá chê. Con cá chê dưới đây mọi người ơi. Nè cá chê này. Cá chê vàng hả gì mà. Ủa. Cá chê vàng hả gì đó. Ủa con cá gô bành kia nó chèo lên kia kìa. Ủa cá gô bành kia nha mọi người. Cá gô bành kia lên trên đây nè. Ủa cá gô nè. Cá gô bành kia nè. Lắc lên. Còn cá lóc vẫn được, còn cá lóc nữa nha mọi người. Ừ. Thôi về vớt, giờ vớt ra mấy con ốc này ra cá lóc nó phóng ra mọi người. Ở đây vẫn có con cá lóc cứng nha mọi người nè, con cá lóc cứng. Trúng bánh rồi. Rồi đó mọi người. Xong rồi đó. Quái. Ồ quá đã. Nặng lắm mọi người ơi. Nhìn nè. Ồ trời nó đã. Nè mọi người. Ôi. Ồ ai cá lóc không à. Trúng bánh rồi. Cá lóc. Cá chê. Cá ngon không mọi người. Rồi. Nè mọi người. Đã chưa. Coi nè. Ôi ôi. Rồi. Nè mọi người ơi. Đấy mọi người thấy chưa? Mình quay sát cho mọi người coi. Này. Ồ cá lóc nè, cá chê. Đã chưa? Có gô con nào có thấy bự bự không? Bữa nay trúng mánh rồi. Rồi, cá lóc. Nãy như là lớn nhỏ luôn nó cũng như 6 7 con cá lóc đó mọi người. Kìa. Đó. Đã chưa? Ồ. Rồi. Này ơi, sáng giờ coi. Nãy giờ mình đi thăm 12 cửa ngục đó mọi người, cũng đã xong rồi đó. Rồi, mình cũng xin tạm dừng kết thúc video ở đây nha mọi người. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem video và ủng hộ mình nha. Rồi, bye bye.